Sài Gòn càng trống càng ngập. Sài Gòn càng trống càng ngập. Sài Gòn càng trống lại càng ngập. Là Kim Tuyến đây, đã hơn 10 năm nhưng câu chuyện ngập lụt ở các tuyến đường Sài Gòn đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Như thường lệ thì năm nay, tình trạng ngập diện rộng vẫn liên tục diễn ra từ khoảng cuối tháng 5, ngay khi thành phố Hồ Chí Minh cùng khu vực Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa. Trên các trang mạng xã hội, nhiều nhóm cư dân nhanh chóng truyền nhau cảnh báo về những tuyến đường ngập, danh sách tổng hợp lên tới 66 điểm ngập trên địa bàn toàn thành phố. Các điểm ngập tập trung ở các trục đường chính, nơi có lượng phương tiện đi lại lớn, tràn vào tới các ngõ ngách, các đoạn đường có bề mặt thấp, không chừa quận huyện nào. Thậm chí hiện nay, nước còn tràn tới những khu vực trước đây vốn rất ít khả năng ngập. Điệp khúc xe chết máy vì ngập nước, người té ngã vì sóng nước vẫn tiếp tục là đặc sản của mùa mưa Sài Gòn. Mưa kéo dài đến tận giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường trở nên ùn tắc. Nhưng đáng chú ý là trước danh sách dài loằng ngoằng các địa điểm ngập lụt thì trong lúc này nhiều người vẫn lạc quan động viên nhau là ráng chịu khó đi, 5 năm nữa thì Sài Gòn chỉ còn duy nhất một điểm ngập thôi, ngập toàn thành phố. Sau bao nhiêu mùa trăng, chống nơi này thì ngập nơi khác. Người dân Sài Gòn hiện nay có vẻ là sống lâu trong cái khổ, mì đã quen khổ rồi. Họ dần dần tự tìm thấy niềm vui trong những ngày nước ngập. Nếu ở Sài Gòn mà muốn trải nghiệm cảm giác của người lái đò sông Đà thì sao? Thì chờ mưa trút xuống, nước dâng nuốt sạch lòng đường, nuốt cả vỉa hè, rồi đem thuyền ra chèo chơi gì nữa. Các bạn nhỏ tiếc nuối vì không được bơi thuyền trong Thảo Cầm Viên cũng không sao. Các em dám lên thuyền, bố mẹ dám đẩy thuyền thì không gì là không thể. Nhưng không chỉ tìm kiếm niềm vui, những người có đầu óc sáng tạo, biết đón đầu xu thế, biến nguy thành cơ, đôi khi còn có thể ăn nên làm ra trong mùa nước ngập tại Sài Gòn. Đầu tiên thì Kim Tuyến xin recommend cho mọi người nghề đẩy xe thuê. Đây được gọi là nghề triển vọng của người dân ngụ tại các con đường thường xuyên ngập nước mỗi khi có mưa trút xuống. Nghề này làm nhiều ăn nhiều, không cần bỏ vốn, chỉ cần bỏ công. Tuy thu nhập không cao nhưng mà dưới tình trạng là hễ mưa là ngập ở Sài Gòn hiện nay thì coi như là khá ổn định à. Bằng chứng chính là lời kể của một người dân trú tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ông cho biết, mỗi khi vào mùa mưa, người dân có thêm nghề tay trái là đẩy xe qua đoạn đường ngập. Nhiều xe chết máy khi qua đây, người dân chúng tôi ra phụ họ đẩy qua đoạn đường ngập, kiếm thêm ít tiền uống cà phê. Ngoài ra, một dịch vụ khác mang tên mò biển số cũng được triển khai. Nhiều ô tô phóng quá nhanh bị vỡ cản xe, rơi biển số. Nên nhiều năm trước đây đã xuất hiện cả những người đi mò biển số ở khu vực ngập nước. Những người này cho biết sẽ chờ những chủ xe rơi biển số tới chuộc lại, giá cả được tính theo thỏa thuận. Để Kim Tuyến nói cho nghe nè, Sài Gòn ngập lụt là xưa rồi, mưa xuống ngập thôi cũng chưa đủ. Ngập còn đi kèm theo cả sóng nữa mới là đúng bài. Nước to sóng lớn như thế này thì Kim Tuyến khuyên mọi người là ra đường nên trang bị thêm áo phao cho an toàn nha. Mùa này ai mà có vốn đi nhập một lô áo phao về bán, không khéo là còn đắt khách hơn cả mưa á. Còn ai mà nhìn xa trông rộng hơn nữa thì mở luôn một tour chèo súp xuyên thành phố. Nhớ lời tôi nói nha, ai mà phát tài nhờ khởi nghiệp theo ý của tôi á thì nhớ comment bên dưới. Và một cơ hội kiếm tiền khác cho những ai thông thả đó chính là câu cá. Giữa biển nước mênh mông tung tăng cá lội, không phát cần câu ra đường kiếm thêm thu nhập thì đúng là hơi phí nha. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, những câu đùa ở trên thì giúp chúng ta lạc quan và vui vẻ hơn trong những ngày ngập đường, ngập xá, vốn chẳng dễ chịu gì. Nhưng trên thực tế, người sống trong vùng ngập phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Dòng nước tràn vào nhà mang theo bùn đất, rác thải, sinh vật chết khiến cho việc sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, nguồn nước ô nhiễm còn là nguy cơ của nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, kiết lỵ, dịch tả, nhiễm giun sán và các bệnh về da. Chưa dừng lại ở đó, vấn đề đáng lo ngại nhất khi nhà ngập nước đó là tình trạng nguồn điện. Các hộ gia đình trong thành phố thường có thói quen thiết lập ổ điện ở vị trí thấp để tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày. Khi nước mưa vào nhà sẽ rất khó tránh khỏi việc ổ điện bị dính nước gây hư hỏng nguồn điện. Vì thế, nếu không được xử lý kịp thời, có thể phát nổ hoặc rò rỉ điện gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, trong mùa mưa này, người dân sống tại các tuyến đường thường xuyên ngập nước, có nguy cơ nước tràn vào nhà thì cần chủ động trang bị tấm chắn, cửa chống ngập hoặc chủ động lắp đặt ổ điện ở trên cao, ngắt nguồn điện nếu trời mưa lớn để bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh các lý do vĩ mô muôn thuở như là ngập do chiều cường, ngập do đô thị hóa bất hợp lý, ngập là bởi hệ thống cống rãnh ngầm đã hơn 100 năm chưa được nâng cấp, thì ở gần hơn một nguyên nhân khiến cho nước mưa không thể thoát đi, đến từ việc xả rác bừa bãi của người dân.
Đây vẫn là một câu chuyện mang tên cha chung không ai khóc, khi một bộ phận người dân còn thờ ơ với môi trường, họ thản nhiên vứt chai nhựa, túi rác sinh hoạt bừa bãi lên miệng cống. Lỗ cống thoát nước đã nhỏ, nay còn đính kèm thêm rác thải, khiến việc thoát nước trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ cần một cơn mưa lớn, nước sẽ cuốn tất cả các rác thải xuống cống rãnh, mà lượng rác thải này thì quá nhiều, dẫn đến tắc nghẽn, không thể thoát nước kịp thời, từ đó gây ra ngập lụt. Với những ai thường xuyên theo dõi tin tức, các dự án về cộng đồng thì chắc hẳn sẽ biết đến tổ chức thiện nguyện Sài Gòn Xanh, chuyên triển khai các chiến dịch dọn sạch kênh mương, khơi thông cầu cống. Và trong những ngày mưa ngập nước ở Sài Gòn, nhiều người coi hạnh phúc là được cuộn mình nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm. Thì đối với các thành viên của Sài Gòn Xanh, hạnh phúc chính là được giải cứu những con đường bị tắc ngập do cạn cống. Nhưng nếu ai có suy nghĩ là từ giờ lại vô tư xả rác vì đã có người dọn, thì tôi đi nha. Thay vào đó thì mọi người hãy ý thức hơn một chút, chung tay hơn một chút thì câu chuyện sẽ khác hơn rất nhiều. Ta-da! Vậy là cuối cùng Kim Tuyến cũng đã nói xong những gì cần nói. Video này sẽ được khép lại tại đây. Nhớ đừng quên để lại một like, một subscribe, một comment để ủng hộ ekip Z-Weather nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những nội dung sắp tới. Bye bye!